Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Bộ sản phẩm ngày hôm nay thì em xin chia sẻ với các bác một chút về một trong những cái bộ sản phẩm mà như em đã chia sẻ trên kênh Facebook và Zalo. Đây là một trong những cái sự lựa chọn mà không thể bỏ qua đối với tất cả các khách hàng chuẩn bị và đang bắt đầu nhập môn vào cái bộ môn âm thanh học này. Và đặc biệt là dành cho anh em có điều kiện kinh tế một chút và không có cái kinh nghiệm phối ghép nhiều, thì cái combo này sẽ đáp ứng được cho những anh khách đó cái khả năng chơi nhạc và phối ghép một cách chuẩn chỉ nhất mà không tốn kém chi phí nhất. Tại sao lại như thế? Xin chia sẻ với các bác một chút là Thanh Tâm Audio làm về những cái sản phẩm DAC cũng như là đầu dàn mini theo bộ. Nhưng những cái sản phẩm về dân dụng thì em không có theo đuổi. Tuy nhiên thì em cũng biết rằng cái sản phẩm dân dụng là một trong những cái trường phái, những cái môn phái mà anh em khi mà theo đuổi những cái dòng sản phẩm đấy sẽ có những khách hàng tốn rất nhiều tiền nâng cấp đổi đồ. Tại vì sao? Tại vì khi các bác chơi đồ dân dụng ấy, cái thứ nhất là các bác phải tìm được ampli và loa hợp nhau, sau đó các bác mới đi tìm nguồn phát. Và để mà chơi được một cặp loa thì các bác sẽ phải đổi rất là nhiều đồ đánh, đặc biệt là ampli. Đó. Ví dụ như các bác đi tìm chơi âm thanh dân dụng ấy, thì điểm đầu tiên ấy, các bác nên mua loa. Sau đó các bác đi tìm ampli đánh cho nó hợp, chứ ít người người ta đi mua ampli trước mà mua loa sau. Và cái điểm để mà nắm bắt nhanh cho những người mà rành internet ấy, am hiểu internet ấy, thì có thể tham khảo trên mạng luôn. Tại vì là những cái combo, những cái phối ghép của những câu lạc bộ như là câu lạc bộ JBL hoặc là câu lạc bộ The Nong, Pania hay là Onkyo, hoặc là những diễn đàn lớn như là HD Việt Nam hoặc là VNAV, thì đã có những người người ta đi trước, người ta mất rất là nhiều những công sức và tiền bạc để có thể nâng cấp đổi đồ ra đánh được một hệ thống hoàn hảo, thì người ta sẽ có cho chúng ta những cái combo tham chiếu để các bác có thể mua và lựa chọn ngay. Tuy nhiên đấy là cái cũng chỉ là tham khảo thôi. Tại vì sao? Tại vì là mỗi người một tai nghe. Đó, mỗi người một tai nghe nó sẽ khác nhau. Hai nữa đó là cái không gian phòng của các bác nó cũng sẽ khác nhau hoàn toàn. Vì thế để mà đưa một setup bộ mà đã tham chiếu rất là hay về phòng không gian các bác thì chưa chắc đó là cái bộ đấy nó phát huy hết tác dụng được. Đấy là cái về cái món môn phái dân dụng mà rất là nhiều bác đang theo đuổi. Thực sự là khách hàng của em chắc xem video này cũng rất là nhiều bác đang đau đầu về cái môn phái đó và đổi đồ rất là nhiều. Vậy thì cung cấp cho các bác những cái combo mà nghe nhạc hay mà khi các bác quay trở lại cái môn phái âm thanh này, cái bộ môn âm thanh học này, để đỡ mất tiền phối ghép nhất, thì em cũng đã có giới thiệu cho khách hàng của em combo sự kết hợp giữa lick và wafedan. Cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ là bộ sản phẩm thứ tư của bên em mà phối ghép cho khách. Tất nhiên là ampli và CD thì em cũng bán lẻ rất là nhiều, nhưng mà sẽ có người mua ampli và CD không này, sẽ có những người mua và ghép với những cặp loa khác. Tuy nhiên cặp loa Wafedan 85 Linton này thì đây là bộ thứ tư và hiện tại em đang demo tại shop đây. Tại vì là cũng rất là ít khi đi nắp hàng cho khách, cũng như là những cái ảnh sitting thực tế thì em cũng không có nhiều, cũng chia sẻ với các bác như thế thôi. Bộ này là một trong những cái bộ mà được đánh giá là cái tầm trung tiền ấy, bảo hàng cao tiền thì nó cũng chưa phải là hàng cao tiền. Tầm trung tiền để dành cho những người mới quay trở lại chơi âm thanh hoặc mới bắt đầu chơi âm thanh, có một combo phối ghép chuẩn chỉ nhất. Chuẩn chỉ nhất, cái thứ nhất là vì sao? Vì cái thứ nhất là đây là sản phẩm mới, các bác nhé, đây là đồ mới. Hàng mới thì sẽ bảo hành chính hãng, bảo hành chính hãng lên tới 1 năm, các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Cái thứ hai, cái ưu điểm thứ hai đó là đồ mới thì hình thức thì các bác không phải lăn tăn rồi, nó là đồ mới mà. Đồ mới thì không thể cũ được, đồ mới nguyên thùng thì không thể nào mà ở trong đã xước xát, đã qua sử dụng được. Đó, cái thứ ba nữa mà trên cái bộ sản phẩm này mà em đã giới thiệu và khách hàng rất là tâm đắc đó là cái công nghệ. Cái bộ sản phẩm này nhìn thì nó sở hữu một cái thiết kế, cái kiểu dáng classic. Tuy nhiên, tất cả những công nghệ hiện đại đều được hãng người ta trang bị lên cái hệ thống này hết. Ví dụ như các bác nhìn một chiếc ampli hoài cổ classic, trông nút bấm trông có vẻ hai màu tông trắng đen, trông nó có vẻ nhợt nhạt, nó không sắc mắt, nó không có vu vẩy như nào. Ốp gỗ trông có vẻ cổ quá, nhiều bác không thích, nhưng mà chính con ampli này nó đã hỗ trợ tất cả những công nghệ như là Bluetooth mới nhất này, công nghệ giải mã mới nhất ở trên những cái sản phẩm này. Và ngoài ra thì hệ thống này bao gồm cả CD bên dưới nữa để phục vụ những cái đôi tai khó tính với nguồn CD có sẵn. Combo Lick 130 với Wafedan 85 Linton thì đã giới thiệu chi tiết những video mở hộp đánh giá rồi. Ngày hôm nay thì đặt trên kệ mới và ngẫu hứng quay với các bác một đoạn video này để chia sẻ tại sao các bác mới quay trở lại chơi âm thanh thì nên chơi bộ này.
Bộ đài thì sẽ phù hợp với không gian phòng khách chung cư, tương đối rộng một chút các bác nhá. Cũng không cần phải rộng quá nhưng mà cũng khoảng từ khoảng 45 mét vuông trở lại vẫn chơi hay, 50 mét cũng được. Vì đây là một cặp loa, là cặp loa này cặp loa thủng, chiều cao của nó là 59 cm, chiều rộng là 30 và chiều sâu là 33. Đó, hai thớt ampli và CD thì các bác có thể đặt ngang sang hông, đặt bằng sang nhau cũng được mà đặt chồng lên nhau cũng được. Và cái điểm hay ở trên cái hệ thống này mà em nghĩ là tất cả các khách hàng yêu thích đồ gỗ, yêu thích cái màu mộc mạc của đồ gỗ thì sẽ thích cái hệ thống này. Tại vì là cả ampli, cả loa đều sử dụng màu gỗ walnut với cái tông màu gỗ rất là đẹp. Và các bác có thể nhìn thấy này, cái vân gỗ này. Đó, cái vân gỗ, đây là sản phẩm mới 100% các bác nhé. Người ta hồi sinh cái dòng classic chứ không phải là hàng mới đóng thùng, hàng cũ đóng thùng đâu. Đây, cái màu ampli và màu loa này, nó đồng điệu các bác thấy chưa. Và Lick với cả Wafedan thì nó không cùng một cái thương hiệu nhưng nó cùng một tập đoàn. Lick 130 thì đã giới thiệu trong cái clip chi tiết về cái sản phẩm này, đó là được tập đoàn người ta, tập đoàn mẹ người ta hồi sinh sau hơn 40 năm. Và họ vẫn giữ vẫn nguyên cái thiết kế classic hai màu bạc và đen. Núm vặn tất cả mọi thứ đều classic hết, đều hoài cổ hết. CD này, CD thì sẽ được trang bị công nghệ đĩa đọc dạng nút đời mới. Đó. Và cặp loa Wafedan của chúng ta thì cũng có một cái e-căng bằng lưới, bằng dạng lưới vải này, rất là hoài cổ. Phía trong của loa thì nôm na hình thức sẽ như này đây. Mình sẽ tháo e-căng ra nhé. Đó. Các bác có thể nhìn ngắm cái vẻ đẹp của Lick Sterile 130 với Wafedan 80 năm Linton, một cái phiên bản kỷ niệm 85 năm dòng loa Linton của Wafedan Anh Quốc. Tất cả đều là sản phẩm của Anh và được lắp ráp tại nước thứ hai, đó là Trung Quốc, thị trường lắp ráp khủng khiếp nhất của thế giới. Và nếu mà bác nào quan tâm tới những cái sản phẩm của Anh Quốc nhưng mà lại muốn cái giá ở Việt Nam, cái giá có nghĩa là như này nhá. Các bác có cái mức tiền của Việt Nam nhưng mà lại đòi cái sản phẩm là made in Anh Quốc thì Thanh Tâm Audio không có sản phẩm đó các bác nhá. Tại vì là cái bộ dàn này em cũng bán rất là nhiều, cũng ra gặp rất là nhiều khách hàng rất là hớn hở khi mà biết sản phẩm của Anh, nhưng mà nghe thấy made in China là các bác lại hờ hững ngay. Thì trong video này cũng chia sẻ với bác luôn như thế, chúng ta cầm tiền ở Việt Nam mà đi mua một sản phẩm Anh Quốc với cái mức tiền như thế là không thể mua được. Còn tất nhiên là nói đến đây thì chắc cũng sẽ có nhiều bác chê trách em. Nhưng mà nếu mà các bác có nhiều tiền thì cũng sẽ có những sản phẩm của Anh Quốc, của những đơn vị khác, của những gọi là shop khác người ta cung cấp, thì các bác có thể tham khảo thêm, rất là nhiều người bán. Còn riêng combo này của em thì là made in China các bác nhé. Đó. Cả một combo hệ thống Lick Stereo 130 với CDT và cặp loa 80 năm Linton của Wafedan với mức giá đâu đó gần 60 triệu. Bác nào quan tâm tới bộ sản phẩm này có thể liên hệ tới số hotline hoặc nhắn tin đến để em có thể báo giá từng thiết bị. Và em cũng sẽ bán lẻ từng thiết bị cho các bác khi mà các bác có nhu cầu. Bây giờ thì các bác đã được thưởng thức giọng hát rất là hay của ca sĩ Justin với dòng nhạc Audiophile. Bây giờ em sẽ test một cái dòng nhạc ở Việt Nam mình chơi rất là nhiều, đó là nhạc dạng nhạc vàng, để các bác cùng tham khảo trên cái bộ sản phẩm classic này. Cuốn giặc thù
rất là khỏe các bác nhá. Tiếng thì cũng rất là mộc mạc. Ngoài ra thì về các bác, nếu mà các bác quan tâm tới sản phẩm thì có thể xem thêm một cái clip giới thiệu riêng về cái đầu ampli và CD, cũng như giới thiệu riêng về cặp loa này. CD của chúng ta cũng như ampli của chúng ta thì cũng sẽ có điều khiển từ xa, chúng ta cũng không thể vặn tay anh em vừa vặn đâu. Ngoài ra thì cũng có bass jack ở trên mặt máy để các bác có thể tinh chỉnh giải tần theo ý thích. Bộ sản phẩm này với giá sấp xỉ 60 triệu, bác nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline Thanh Tâm để được báo giá. Trong thời điểm dịch bệnh này thì Hà Nội em vẫn hỗ trợ ship đến tận nhà cho các bác, còn đối với các tỉnh phía trong sẽ dừng ship đối với những cái khu vực đang bị dịch bệnh nặng nề, và các bác có thể đặt tiền cọc để giữ sản phẩm lại, sau khi hết dịch em sẽ tiến hành bàn giao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.